Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 14, luyện tập, tiết 2, viết lời xin lỗi, đọc mở rộng. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 60 Chúng mình cùng nhau học bài nhé Trước tiên chúng mình cùng nhau luyện viết đoạn văn Nói về lời xin lỗi Trong cuộc sống của chúng ta Đôi khi chúng ta cũng mắc lỗi với một ai đó Chúng mình cần phải biết nói lời xin lỗi Cho phù hợp trong từng hoàn cảnh đấy ở bài tập số 1 yêu cầu như sau Nói lời xin lỗi Ở đây có hai tình huống Tình huống thứ nhất là nếu em là cô bé trong câu chuyện Cho hoa khoe sắc Em sẽ nói lời xin lỗi bông hồng như thế nào? Ý thứ hai Nếu em là một bạn nhỏ trong câu chuyện Cỏ non cười rồi Khi nghe thấy cỏ non khóc Em sẽ nói gì với cỏ non? Đây là hai tình huống trong hai đoạn văn mà chúng mình đã được học. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và xem lựa chọn nói lời xin lỗi trong từng tình huống như thế nào cho phù hợp nhé. Trước tiên, chúng mình cùng nhau luyện đọc lại câu chuyện Cho hoa khoe sắc. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Cho hoa khoe sắc. Buổi sáng, bước ra vườn hồng, Nhìn thấy bông hồng đỏ thắm, bé vui sướng reo lên: "Bạn xinh đẹp, đáng yêu làm sao!" Nói rồi, bé định giơ tay hái bông hoa, bỗng có tiếng thì thầm: "Xin đừng hái tôi, tôi sẽ rất buồn nếu không được khoe sắc cùng các bạn hoa." Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo đọc lại câu chuyện cho hoa khoe sắc đây là bức tranh vẽ cảnh vườn hoa rất là nhiều bông hoa đẹp đây là những bông hoa hồng có đủ màu sắc màu vàng màu hồng nhạt màu đỏ tươi và đây là hình ảnh bạn nhỏ khi bạn bước ra vườn bạn nhìn thấy những bông hoa đỏ thắm bạn đã rất là thích và khen những bông hoa đó rất là xinh đẹp và đáng yêu tuy nhiên bạn đã thích quá và định giơ tay nên hái một bông để chơi đấy và khi đang định hái bông hoa thì bỗng có tiếng nói của hoa nói là xin đừng hái tôi, tôi sẽ rất buồn nếu không được khoe sắc cùng các bạn hoa. Vậy theo em, trong tình huống này, nếu em là bạn nhỏ khi nghe hoa nói như thế thì em sẽ nói gì với bông hoa? Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta lựa chọn nói lời xin lỗi với bông hoa trong trường hợp này nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Khi nói lời xin lỗi thì có rất nhiều cách nói khác nhau. Cho nên câu hỏi này không có đáp án đúng mà chúng mình có thể lựa chọn lời nói xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh và tùy vào ý của các em. Cô giáo đưa ra một số lời xin lỗi trong tình huống này để các em tham khảo như sau. Thứ nhất là chúng mình có thể nói: Mình xin lỗi bạn lần sau mình sẽ không ngắt hoa nữa hoặc chúng ta có thể nói như sau xin lỗi bạn nhé mình đã không biết là bạn sẽ buồn như vậy để cho chúng ta có thể uh, chuộc được lỗi của mình với người mà mình có lỗi thì chúng mình cần phải biết nói lời xin lỗi sao cho chân thành phù hợp và chúng ta sẽ được mọi người tha thứ vì lỗi lầm của mình ở tình huống ý b nếu em là một bạn nhỏ trong câu chuyện Cỏ non cười rồi Khi nghe thấy cỏ non khóc Em sẽ nói gì với cỏ non? Chúng ta hãy nói lời xin lỗi Khi mình là bạn nhỏ trong câu chuyện Đã vô tình dẫm lên cỏ non Làm cho cò non khóc Cô mời các em hãy bấm dừng hình Để chúng ta suy nghĩ và nói lời xin lỗi Trong tình huống này nhé Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào ở câu này, nói lời xin lỗi với cỏ non cũng có rất nhiều cách nói khác nhau. Cô không nêu đáp án mà cô đưa ra một số lời xin lỗi để các em tham khảo nhé. Thứ nhất là chúng ta có thể nói tớ xin lỗi bạn, lần sau tớ sẽ không dẫm chân lên cỏ nữa. Hoặc có thể nói xin lỗi cậu vì đã làm cậu bị đau. Như vậy, trong từng tình huống, chúng mình có thể sử dụng lời xin lỗi của mình để nói lời xin lỗi khi mình làm một việc gì đó không đúng. Với người khác thì chúng mình sẽ nói lời xin lỗi sao cho lời xin lỗi của mình chân thành và muốn được người khác tha thứ thì người đó sẽ tha thứ cho lỗi lầm của chúng ta đấy. Như vậy, qua hai tình huống trên, các em đã biết sử dụng lời nói xin lỗi trong từng trình tình huống bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang yêu cầu thứ hai nhé yêu cầu thứ hai như sau viết lời xin lỗi trong tình huống sau em làm việc riêng trong giờ học bị cô giáo nhắc nhở như vậy chúng ta thấy là một người học sinh khi đi học các em phải chú ý nghe cô giáo giảng bài và không nên làm việc riêng trong lớp học nếu như thế sẽ làm ảnh hưởng đến cô và các bạn khác khi bị cô giáo nhắc nhở thì chúng mình sẽ nói lời xin lỗi cô và các bạn như thế nào trong tình huống này các em hãy quan sát một bài mẫu nói về lời xin lỗi của bạn nhỏ trong tình huống này nhé em xin lỗi cô vì hôm nay trong giờ học em đã làm việc riêng làm ảnh hưởng đến cô và các bạn. Em xin hứa với cô, lần sau em sẽ chú ý nghe giảng và không làm việc riêng trong giờ học nữa ạ. Như vậy chúng ta thấy lời xin lỗi của bạn nhỏ trong tình huống này đã rất là thành thật và nhận được ra lỗi sai của mình và đã hứa với cô là lần sau sẽ không tái phạm nữa và sẽ chú ý nghe cô giảng bài không làm ảnh hưởng đến các bạn khác và đặc biệt là bạn hứa sẽ không làm việc riêng trong giờ học nữa. Như vậy là chúng mình đã thấy lời xin lỗi của bạn nhỏ trong tình huống thứ trong tình huống ở bài tập 2 là bạn có lỗi với cô giáo và các bạn vì làm việc riêng sẽ ảnh hưởng đến các bạn. Vậy bây giờ chúng mình sẽ tập nói lời xin lỗi và viết ra vở ô ly của mình trong tình huống trên nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết vào vở ô ly nhé. Chúng ta cách vào 4 ô ghi tiếng Việt và cách 4 ô ghi viết lời xin lỗi. Sau đó xuống dòng chúng ta cách một ô chúng ta bắt đầu viết bài lời xin lỗi của mình. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy, bài văn viết về lời xin lỗi thì có rất nhiều lời xin lỗi khác nhau, cho nên chúng mình cần tham khảo nội dung của bài thôi, chứ còn lời văn của chúng mình à, viết lời xin lỗi cô như thế nào thì tùy các bạn các em nhé. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã hoàn thành xong việc viết đoạn văn viết về lời xin lỗi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần đọc mở rộng. <laughs> yêu cầu thứ nhất như sau Tìm đọc sách, báo viết về các hoạt động giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ở nhà trường Về việc các hoạt động giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ở trường thì có rất nhiều bài đọc, nhiều cuốn sách nhiều bài báo viết về các hoạt động này Các em hãy tìm đọc những bài báo, cuốn sách viết về những hoạt động này nhé Cô giáo có thể gợi ý cho các em một số câu chuyện mà các em đã được học ở lớp 1 hoặc trong chương trình hoặc trong câu chuyện cổ tích hay trong sách. Đó là câu chuyện Mẫu giấy vụn của tác giả Quế Sơn. Câu chuyện Giờ ra chơi của tác giả Phạm Thụy Quỳnh Anh. Đây là một số những cái câu chuyện mà cô giáo giới thiệu với các em nói về hoạt động giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp ở nhà trường. Ngoài ra các em có thể tìm thêm những cuốn sách, cuốn báo, những câu chuyện khác nữa ở trong thư viện hoặc ở hiệu sách để chúng mình luyện đọc nhé. Tiếp tục yêu cầu thứ hai, chúng ta hãy chia sẻ với các bạn về những điều em đã học đã đọc được. Như vậy là ở trong bức tranh này chúng mình nhìn thấy đây là một cảnh quan ngôi trường khi được các bạn dọn vệ sinh môi trường thì cảnh quan ngôi trường thêm xanh, sạch và đẹp hơn. Ở đây bạn nhỏ đang vun tưới cây và bạn nhỏ thì đang trồng thêm cây hoặc là vun cho gốc cây. Còn của các bạn nhóm bạn nhỏ thì đang đi đổ rác vào thùng to. Nhóm bạn nữ này thì đang là quét rác để hốt rác bỏ vào thùng rác đấy. Như vậy đây là những việc làm giúp cho môi trường học tập của chúng ta luôn xanh, sạch, đẹp ở trong trường học đấy các em như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong nội dung của tiết học rồi tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau